Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì kênh hướng dẫn trực tuyến sẽ tiếp tục gửi đến tất cả các bạn một cái video clip hướng dẫn về cách xóa mực bút bi trên một cái trang giấy nào đó. Thì bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiến hành và xóa cái dòng chữ mà ngày đầu tiên đi học này. Tôi sẽ xóa chữ N demo cho các bạn xem nha. Thật sự nó có rất là nhiều cái cách và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một cái cách rất là đơn giản và ai cũng có thể làm được. Mà chúng ta phải làm kiên trì. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lưới lam. Cách thứ hai, thứ ba rồi đó. Những cách sau thì các bạn xem những video clip sau mà tôi sẽ làm nha. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một cách thôi. Các bạn chuẩn bị một cái lưới lam đó. Và sau đó các bạn tiến hành cạo cái chữ mà các bạn muốn xóa. Các bạn lỡ ghi sai, các bạn không muốn xóa thì các bạn tiến hành bằng cách này ha. Bạn cạo cái dòng cái chỗ thật sự chúng ta mà cạo khéo là nó ra sạch bon luôn, nó không có mình thấy thấy được rồi đấy, nó cạo được 1 mét rồi. Các bạn cạo càng chậm càng cẩn thận thì càng nó sạch. Thế là tôi làm demo cho nên tôi cạo hơi nhanh đó, các bạn. Cạo với chữ N này đi. Tuy rằng nó cũng không có được đẹp lắm nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta cạo nó cũng được khoảng 80%. Đó, chúng ta cẩn thận thì những cái nét mình nhỏ 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 đây này, những còn lại thì chúng ta cạo nó đi. Đó, các bạn thấy bây giờ các bạn quan sát nè, bên này là đã mất cái chữ N rồi, thấy không các bạn? Đó, chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh để kênh có những động lực làm những video tiếp theo.